để muộn không còn cơ hội làm anh em lo lắng cách để anh em đẹp trai trở lại ngay sau khi nạn muộn khi quyết định sử dụng phương pháp lấy nhân muộn chắc chắn anh em phải nắm được những lưu ý để ra không sưng tấy sau khi nạn muộn đấy